Giá thực phẩm tăng vọt khiến lễ hội Adha ở Mid-East ảnh hưởng nghiêm trọng. Lễ hội Adha nên là thời điểm bận rộn nhất trong năm của những người buôn bán gia súc ở dải Gaza, nhưng giá cả tăng vọt đã khiến nhiều người thường mua cừu hoặc dê để cúng tế vào ngày lễ hội của người Hồi giáo phải đắn đo suy nghĩ. Chỉ vài ngày trước khi lễ Adha bắt đầu vào ngày thứ Bảy 9 tháng 7, các thương gia từ Gaza cho biết họ không đủ khả năng để giảm giá cừu hoặc dê vì giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt. Họ phải vật lộn để tìm người mua vì nhiều người quyết định không mua khi họ biết được giá của một con cừu. Eid al-Adha là một trong hai lễ hội chính của người Hồi giáo, đánh dấu cao trào của cuộc hành hương Hajj hàng năm. Người Hồi giáo thường giết mỗi động vật để tưởng nhớ về Ibrahim hay Abraham sẵn sàng hy sinh con trai mình theo lệnh của Chúa và phân phát thịt cho người nghèo. Nhưng năm nay, người dân ở nhiều nước Ả Rập nói rằng giá cả cao hơn nên họ không thể mua được cừu dê. Đồng thời, họ phản ánh tác động của cuộc chiến tranh Ukraine đã gây thêm áp lực lên giá lương thực toàn cầu vốn đã cao. Tại một khu chợ ở Ai Cập, một thương gia cho biết giá cừu đã tăng 50% lên 90 bảng Ai Cập, tương đương với 4,77 USD một ký. Anh ta không thể tìm thấy người mua và anh ta vô cùng lo lắng về điều này, thương gia này nói thêm.